nó lẫn chồng. Bác sĩ bảy kêu múc, tôi cũng chịu múc. Nó múc thì sau này ra đường, người ta nói là kêu một mắt. Nó tôi dưỡng dưỡng giấu cha với mẹ dưỡng dưỡng gì nè, mai còn lần chỉ nè mà còn cắt thành phố mổ đó cùng nước mổ không được. Có bị giật vé số hả? Có cấm 85 tờ, tôi la làng lên cái không ai ra ruột bắt gì trơn á, rồi nó chạy mất tiêu rồi đó. Đó bây giờ tôi phải đành, tôi cắn răng mà tôi chịu đựng đó. Hôm qua tôi sao vô mà xăm mã bây giờ tôi ngồi tôi khóc á, anh nuôi nó hôi gán mày ơi, bây giờ biết sao bây giờ. Thì hiện tại mình đã tới nhà trọ của chú Hải rồi nghe các bạn. Giờ mình di chuyển vào trong để thăm chú Hải. Chú Hải ơi. Đây mình đã tới nhà trọ của chú rồi. Chú hiện đang ở phòng số 5. Ở gần sân vận động Long Hồ nha các bạn. Đây chú ở trọ ở đây. Sáng giờ mình đợi chú ở trên Vĩnh Long đặng mình chở chú về, chú khỏi đi xe không đâu ôm mà chú đã về trước rồi. Dạ chú. Trời ơi. Gì hả? Chú ở trọ đây đó hả? Dạ muốn nhà trọ ở con mình nè. Gì hả? Á. Rồi mình vô trong đi. Vô trong chơi. Dạ. Dạ, vô trong ngồi nói chuyện chơi. Dạ. Chú bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. 100 tờ bán hết không? Bán không hết thì chờ nãy trả lại đó. Dạ, 100 tờ mà bán hết bao nhiêu? 100 tờ thì lại có 100 ngàn nè. À, rồi chi phí sáng ra 20, chiều 20. 20 là tiền gì? Tiền xe. Xe hả? Đó. Rồi thì... đi mối không à. Rồi ăn uống sao? Ăn uống thì đi xin cơm. Cơm chay ở bệnh viện á. Bữa nào cũng ăn cơm chay ha. Bữa nào cũng ăn cơm hộp cơm chay hết trơn á. Rồi tối rồi sao? Tối rồi về tự nấu hả? Tối về đi ra ngoài đầu đường mua hộp bún. Bún ở ngoài hộp bún xào ngoài đầu đường nè. Gì hả? Con thấy có nồi cơm đó kìa, rồi ai nấu? Hả? Rồi nồi đó để đó, có kiểu khi nào có khách lại á mượn người ta nấu giùm. Thì một ngày bán được có 100 ngàn hả? 100 ngàn. Rồi chi phí hết 40 ngàn rồi. Thì tiền còn lại là phải lo cho ba nữa hả? Dạ lo cho ba đó. Đó nhiều khi nói chứ không tin chứ hồi nãy giờ phải sáng bữa nào cũng ngồi quán phở chín mốt hết trơn á. Dạ. Ngay quán phở chín mốt luôn á. Thì thường là sáng bữa nào cũng ngồi đó hả chú? Sáng bữa nào cũng ngồi ngay đó hết trơn á. Rồi bình thường nếu mà không ngồi, không có bán ở đó rồi bán ở đâu nữa? Không bán đó cái bắt đầu đi bên tay trái lại trái cái đi đất tây xuống trường luôn liệt cái cặp lên cặp ngoài đầu đường nó lên cầu lầu. Dạ. Nó vô bệnh viện Dân Tộc. Con thấy mắt chú là bình thường là thấy đường không chú? Không. Không thấy đường luôn ha. Dạ, nhờ cái cây á. Rồi lúc mà phát hiện bệnh mắt gì là lúc chú bao nhiêu tuổi? Lúc đó nó nói chung là bị năm 2000. Nghe năm hả? 2000 năm nay 46 là 17 ở mường. Lúc đó 27 tuổi rồi. 7 tuổi rồi, bà là mắt chú là bị gì hả chú? Cườm. Bị cườm. Cườm nước. Cườm nước. Thằng nhỏ hồi đó nó thọt con đây nè. Nó lửng chồng. Bác sĩ bảy kêu múc, tôi cũng chịu múc. Nó múc thì sau này ra đường người ta nói là kêu một mắt. Nó tôi dưỡng dưỡng giấu cha với mẹ dưỡng dưỡng gì nè, mai còn lần chỉ nè mà còn cắt á. Bị còn lần chỉ nè không cắt nè. Dạ, rồi cái về là đi làm nặng. Rồi đó đi lên làm nặng là đi mua đồ phế liệu da chai đồ đó gánh á. Dạ hai con luôn hả chú? Dạ hai con bên đây luôn. Đó rồi kêu cái bắt đầu kêu lên thành phố mổ đó cùng nước mổ không được. Đó rồi lỡ rồi giấu cha giấu mẹ luôn á, đâu có nói gì năng gì nữa. Dạ. Lỡ mình lỡ rồi dĩ lỡ rồi. Đó, giấu cha giấu mẹ gán bằng ăn bằng lo đặng cha mẹ. Đó. Lúc 27 tuổi là có vợ con gì không chú? Không, lúc này không vợ. Hồi đó thì có ghệ có. Ừ. Hồi đó lúc đó bệnh con này lại có. Rồi lúc này bị mù cái là mình không có vợ con gì luôn ha, không có vợ luôn ha. Dạ. Đó giờ khổ đi đó. Rồi bình thường là người ta tới đây người ta giao giấy số cho chú hả? Chiều bữa nào cũng qua đây nó giao hết trơn á. Dạ. Tôi mang nợ nó. Mang nợ, còn mang nợ nữa. Thì bình thường nếu mà đi ở ngoài đường thì chú có cái cây gì hả? Chú gà chú đi hả? Ừ. Rồi mỗi lần qua lộ thì sao chú? Qua lộ có tôi hít này thổi nè. Sao chú thổi sao? Đã thổi sao? Thổi gì đó. Cái người ta biết người ta né mình ha. Nè. Ở mấy giao thông buổi sáng mà nó cũng cười á. Ngay chỗ đường Phạm Thượng nước ngập á. Ừ. Nó đứng ngay chỗ đèn xanh đỏ nó trực.
nó trực đi mình mới vừa xuống xe ông đo mà đặng qua cầu quán phở chín mới mình bán mà nước nó đang còn ít cái đầu đang mới xuống xe thổi cái quét cái mấy thằng xe nó ngồi trên xe nó dòm lơm lơm nó cừ cái con nhỏ bán thai á nó đây ông nội mấy ổng đang đứng gác đường kìa ở còn thổi nữa cái ai cũng cừ hết trơn á tại mình không thấy rồi bên chút cũng đâu có thấy nước nè phải không đâu rồi đi có đời có ướt không có ướt quần xăng lên thì ơi cuộc đời khổ lắm rồi chú lúc trước chú có nói là chú bị giật vé số hả có thì sao mà nó giật chú nó lại nó nói đi mà kêu ông Nguyên kêu ông Lợi đài truyền hình á giúp cho ông $200 để về lo cho ông già $200 mà người đó nói là ai người đó là Đường Ông Đường Ông rồi $200 nha với 20 ký gạo với cho ông 1 triệu tiền mặt đồ mình tình thiệt nói vừa thấy ông hoàn cảnh ông khổ quá mẹ ông vậy vậy mẹ ông mất rồi giờ còn cha vậy ông khổ quá đi lên đợi đẳng ông tôi vận động cho mấy người kia mặc quân cho ông xong số cái ông đứng đây đi ở đây cơ quan đưa còn nhiêu cái số đưa mình cũng hơi sợ móc ra bằng 85 tờ cái đầu ngay cho chân nó chạy chở mình ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đó nó chở lại đài truyền hình mà cuối cùng đâu phải đài truyền hình đâu nó chạy chở qua bên chấm cơm á cà phê chấm cơm bên ta mặt á ngay chỗ trường Mai Linh á cái nó sao cái lạ trời nó xe bít nó chạy bên kia mà bên đây nó nói cho đài truyền hình thì bên tay trái mà tại sao mà mình đi qua bên ta mặt nó đó đài truyền hình cái chụp tôi giật mình rồi cắm 85 tờ tôi la làng lên cái không ai ra ruột bắt gì trơn á rồi nó chạy mất tiêu rồi đâu phải đài truyền hình đâu rồi quản hồn điện mượn ta bấm số á điện công an phường tư ra công an phường tư quần 3 ngày không lấy được rồi nó thôi giá có 850 ngàn bỏ đi anh Hải thôi bây giờ ông có hoàn cảnh không vậy thôi ông cũng gán hà tiện hà tặng dành dụm đi đặng trả nợ rồi bắt buộc tôi cũng thiếu nợ đại lý rồi giờ thiếu nợ 850 rồi tôi bây giờ tôi phải còn mắc kẹt nữa biết sao không mắc kẹt mượn nó trả tiền cơm 350 mỗi tuần 350 rồi luôn đó bây giờ tôi phải đành tôi cắn răng mà tôi chịu đựng đó, hôm qua tôi phải vô mà thăm mã bà già tôi ngồi tôi khóc á anh nuôi nó hôi gán mì ơi bây giờ biết sao bây giờ rồi bây giờ thiếu tiền với số rồi chưa trả nổi hả chú dạ còn thiếu bao nhiêu tiền nói tiền với số không là 850 mượn nó ba mượn nó tuần lễ nó 350 vậy là còn thiếu bên đại lý giấy số là 1 triệu 2 dạ bây giờ tôi khổ quá trời luôn á tôi cắn răng nhiều ngày bán giấy số thì chú có để dành được tiền gì không không có giờ dành hết trơn á cô nhờ các mạnh thường quân á nhà hỗ tâm để giúp không á mình không thấy đường nhờ người ta giúp đó, mình còn ăn thì phải đi ra mình mua chừng nữa lớn tuổi thì còn nhờ ngày này nọ mua tự mình bò xuống sông mình uống nước hoặc cái gì cái đâu tới bây giờ tôi cũng đang khổ lắm rồi xe chưa chú điện là tôi giật mình chú điện đó là khúc ở cầu lầu tôi không biết ai gần họ chú nói tôi mới nhớ giật mình mới đầu tôi sưng số anh đậu sưng con không con tôi đâu có biết tại vì tôi tính đâu là mấy người ở sớm điện công an thấy ông già ông yếu đó bữa hổm ông ăn hủ qua ông nói á bảo tôi không biết tôi sưng con không à dạ hàng ngày đi bán vậy chú có thấy khó khăn gì không khó nói chung là khó là mình cũng như khó mà mình đi vệ sinh á vệ sinh mình không biết biết á nhưng mà không có mất đi tiểu á thì mới lại cây cầu Phạm Thái Bường đứng giữa cầu nó chịch nó xuống chứ mới xong còn khi nào mà đi lên cầu lầu rồi á phải đi xem đa ôm xuống chợ kêu mấy xe ôm chở vô hàng gà vịt á hàng gà vịt là biết ngay chỗ vệ sinh đó hồi đó bà già bà dẫn ngồi bà già còn sống á bà dẫn đi bán đó là ưa lại đó vệ sinh đó tôi ngồi tôi lại á để bà già cũng hay vệ sinh chỗ đó tôi cũng đi vệ sinh đó tôi biết còn mấy chỗ lạ là đi không được mấy chỗ lạ là không biết rồi ngoài đi vệ sinh ra còn khó khăn gì nữa không chú ngoài đi vệ sinh ra rồi còn khó khăn gì nữa không đi lại thì nó cũng hơi bất tiện nè rồi mắt mình không thấy đường nó cũng khó nữa nè rồi ăn uống này kia rồi
xin cơm chay. Xin cơm chay ăn không à? Dạ. Mấy bữa sáng họp, chiều họp. Còn hơi đến bữa nào mà ngán quá thì đi mua ngọt hộp bún, hoặc là mua hộp bún ngoài đầu đường này, bún thịt xào nè. Dạ. Thèm quá mới đi ra mua hộp 15 ngàn á. Dạ. Mỗi nó bán 15 hoặc 20. Người ở nhà trọ đây một tháng bao nhiêu tiền chú? Hiện tháng 630. 630 điện nước luôn ha? Điện nước luôn á. Mà cũng như mình bỏ ra ngày chi phí ngày 20. Chắc mạnh thường quân cái người, mấy người nào mà ta cho bữa nào ta cho đó. Dạ. Ta phải mua, ta cho 20, 50 bỏ vô dành dụm, bỏ vô con heo. Ừ. Bỏ vô con heo nó tới tháng nó móc ra, tới tháng móc ra đóng. Dạ. Ừ. Vì tính ra chú bán gì cũng đâu có dư gì kia nhiều đâu, phải lo ba bệnh tai biến nè. Dạ. Ăn uống rồi chú ăn uống hàng ngày nữa cũng 40 ngàn rồi. Thường luôn á. Dạ. Uống nước thì nhiều. Dạ, vô bữa nào mình bán được nhiều là mình ăn ngon ha. Dạ. Rồi bữa nào bán không được thì đi xin cơm. Dạ. Rồi bây giờ chú có mong ước gì không? Thì nãy cũng nói giờ nếu mặt đặt mạnh thường quân nào á có khả năng á, giúp cho Hải á thì ước nguyện Hải á là cũng như là hàng tháng đi nó ước nguyện hàng tháng cho anh Hải cũng được hoặc hàng tuần thì nó thấy nó hơi khó khăn á, hàng tháng thì cũng được nó. Chứ Hải yêu cầu ước mong là Hải có số tiền để lo cho ba thôi. Ba không ước nguyện cái cờ dần gì á, lo cho ba cái miếng ăn rồi ba sau này ba mất. Thì ba mất Hải nữa. Thì các nhà hảo tâm nào có giúp gì được thì giúp. Đó. Có khả năng thì giúp rồi. Đám tiệc thì được thì giúp. Đó. Số tiền trả nợ. Dạ. Đó. Với lại có số khoản tiền để mà trả nợ bị giật vé số. Dạ. Giật về tổng còn thiếu bên kia là 850 ngàn là 85 tại giấy số bị giật. Dạ. Với lại mượn 350 nữa là 1,2 triệu. Dạ. Dạ. Đó, Hải là ước mong là giờ hàng tháng cho ông già hoặc là tuần cũng được đó. Nó cái miếng ăn cho ông già. Nó còn Hải có sự sống Hải đi lên về lo. Thì con cũng mong là sẽ có nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm biết tới cái hoàn cảnh của chú rồi có thể là giúp đỡ cho chú cái vơi bớt cái phần nào khó khăn ha. Rồi con cũng hy vọng là sẽ có nhiều người thấy được cái hoàn cảnh của chú bị giật vé số rồi phải lo cho cha bị bệnh tai biến nữa. Rồi con hy vọng là sẽ có nhiều người giúp đỡ cho chú để chú vượt qua cái khó khăn hiện tại ha. Dạ dạ. Rồi bữa nay hai chú cháu mình đi ăn bún nha. Dạ. Rồi chiều nay con mời, đây con phá chưa? Đây con phá chưa? Rồi. Bữa nay chiều con đây dép đây. Này dép mang vô. Rồi chú đi sao chú nãy con coi với mình lần vậy ha. Dạ. Rồi đi cho con dắt cho đi giờ hai chú cháu mình đi ăn bún lâu lâu gặp con mời ăn bữa. Ừ. Chú đây chú ăn bún thường hả? Dạ lâu lâu á mới đi ra ăn lần. Dạ. Mua vô hộp mà đem vô thôi bữa nay mình ăn ở ngoài luôn. Ăn ngoài luôn mất công chú đem vô mất công mà dọn dẹp nữa chú không, mắt chú đâu có thấy được. Đây còn giặt đồ nữa còn hai ba bộ đồ của tôi nữa thì mình ăn xong rồi giặt rồi xe chú đỡ đâu để trước cửa nhà trọ chú à. Rồi đi xét vô đây xin đi xin nè đi xét vô. Rồi đi qua đây. Bên đây nè. Đó đâu có đi được, đi qua đây nè. Rồi đi vô đây. Ăn cơm ăn bún. Cơm ăn bún ha. Bún thịt xào. Bún. Đây hai chú cháu mới đi mua bún rồi bây giờ mình chóng đi về. Về nhà ăn. Từ từ chú ơi. Rồi đi thẳng luôn. Rồi. Không có cái cây này sao chú đi được. Đó.
không có cây này chú đâu có đi được. Dạ. Rồi, đi từ. Rồi chiều nay từ đây tới tối là ăn bịch bún này thôi chú. Ừ, có tối có ăn gì nữa không? Không. Ừ. Ăn rồi. Vô là uống nước là cành nông rồi đó. Rồi bây giờ vô chú ăn uống với nghỉ ngơi giặt đồ đi ha. Dạ dạ. Rồi giờ con xin phép chú con về luôn nha. Rồi rồi rồi, thôi vậy cảm ơn nhiều nha. Dạ. Có khi nào thì chồng mình làm ngay cho trong quán phở 91 á. Rồi giờ chú vô nghỉ ngơi đi giờ con về. Rồi rồi rồi. Ừ. Ngày nào cũng ngay ngay chân quán phở 91. Dạ, còn dạ. còn ngày thường á. À, chủ nhật là nghỉ. Dạ. Chủ nhật là nghỉ.